Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Vlog Thêm Hùng. Hôm nay mình sẽ quay clip cho các bạn xem là cái khu vực Chính Lý. Tức là cái nơi này là trước đây là một cái nơi mà con đường đi qua thì cũng rất là khó khăn. Hôm nay thì cái khu vực này do con đường từ Ghen xuống Đất Tiến là mở cái con đường kinh tế nhân hội, nên khu vực này đi qua, con đường đi qua thì có đền bù số nhà dân, mà trong khi là đền bù xong thì bà con đã chuyển xuống cái vùng tái định cư đang cấp với các bạn, đang chuyển xuống từng nhà nhóm đây để chuẩn bị xây cất cái khu dân cư mới đây các bạn ơi. Khu dân cư mới này là nằm ngay chỗ cái cầu đá hồi xưa đấy, Chính Lý đấy các bạn. Khu vực này thì là một cái vùng ruộng đất hôm nay là được đổ nâng cao lên, các bạn thấy bây giờ người ta xuống người ta chê, người ta ở tạm để người ta cất nhà. Khu này nâng trên cái mặt ruộng cao cỡ tới 3 mét đấy các bạn, cao lắm. Là phía đông của núi Mò O đây các bạn, giờ đang thi công làm. Tất cả là bên khu vực Chính Lý này là đang nhạy cảm về vấn đề tiền bạc đến các bạn ơi. Thì lúc là đền bù ruộng, lúc là đền bù nhà cửa, tiền bạc, nói chung là Chính Lý này là nói chung là có cái nguồn thu đền bù cũng đang thoải mái đây các bạn. Đây là phía đông của cái hòn núi Mò O đây các bạn ơi, phía đông của núi Mò O. Đây là một vùng lúa mà đang chuẩn bị là nặng hạt lên đây các bạn, vùng lúa, vùng quê của chúng tôi đây các bạn ơi. Tức khu vực Chánh Lý, Cát Tường, Phù Cát, Bình Định đây các bạn. Đây là con đường bê tông mà trước đây là con đường đất, mà sau thời gian thì nơi đây sẽ có một cái cải tiến theo cái nông thôn mới. Tất cả những khu vực nông thôn hôm nay là có bê tông hết các bạn. Phía dưới con đường, phía dưới cái con đường là Chánh Mẫn đây các bạn. Bây giờ đang đi đến cái thôn Chánh Mẫn này các bạn. Thì thôn Chánh Mẫn thì trước đây khu vực này là một cái nơi mà nói chung là có một con sông chảy về biển. Thì cái khu vực hai bên này thì luôn luôn là có cái hàng tre, lũy tre, bên đây tre, bên kia tre. Nhưng thời gian qua thì sạt lở liên tục thì người ta mới làm lại, chính quyền người ta mới làm lại cái đường bê tông hai bên. Rất là đẹp đây các bạn, chính giữa là một con sông, hai bên là một hai con đường bê tông, tức là thành cái bờ của cái con sông này, sông chảy về biển các bạn. Thế là đi về cái hướng chợ Chánh Mẫn đây các bạn ơi. Các bạn ở xa mà nhìn thấy quê hương này các bạn chắc cũng phải nhớ lắm đó, tại vì quê hương mà có những cái lùm cây, những cái con mương, con sông, đường bê tông, mà cái không gian rất là yên tĩnh. Các bạn chứ cũng có thể là hồi tưởng được cái quê hương của mình, không khí rất là ôn hòa các bạn ấy. Và mình thích đi những cái khu vực mà không gian trống như thế này, một cái thiên nhiên tự nhiên như thế này, rất là thích các bạn. Đây là một cái đến cái cầu này gọi là cầu Chánh Mẫn đây các bạn. Trước đây cái cầu này đi qua cũng là rất là khó khăn các bạn ơi, nhưng mà hôm nay thì cũng là bê tông hết rồi các bạn. Con đường này nó sẽ đâm qua, đi thẳng vào là đi qua cái chợ Chánh Mẫn trước đây đấy các bạn. Phải về hướng đập đá này các bạn. Khu vực này là địa điểm này là dưới núi Mò O. Bà con ở đây trồng mai thì rất là nhiều. Mai một số là trồng mai, một số là chân nuôi về các bạn. Các
qua con đường này, nhưng mà có vài hôm thì thầy có công việc thì qua con đường này thấy nó rất là đẹp, đổi mới thời gian quay lại thời điểm xem sao quê xem lại khúc đoạn sông vùng bên đó là những lúa mò đấy các bạn, không phải là lúa mò cuộc sinh lý đâu. Đây là những cái rừng mai người ta trồng quen với bờ sông. Nói chung là núi Mò O này, khu vực này thì trước đây thì dân khu vực chính lý thì ở xung quanh phía bắc của núi Mò O, nhưng hôm nay đền bù thì đất đai rồi tiền bạc rồi nói chung là cũng rất là thoải mái, thì cũng nói chung là cuộc đời cũng ai chưa biết trước được ngày mai sẽ ra sao, do đó thì bà con mình cứ anh em chiến hữu mình cứ nghĩ là được ngày nay thì được ngày nào hay ngày đó thôi, do đó thì mình cũng không tự hào, cũng không tự kỷ cho bản thân mình lắm. Cho ta đây lắm.